vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Bố là tất cả. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô vali túi sách cao cấp Sacos đồng hành với chương trình Bố là tất cả. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và mỗi tối thứ sáu chúng ta lại được hội ngộ những cặp bố con rất là đáng yêu cùng đến với chương trình Bố là tất cả. Và qua đó các bố và các bé cũng sẽ có thật là nhiều kỷ niệm đáng yêu cùng với nhau. Và các bé sẽ được thưởng thức món ăn do chính tay bố nấu tại chương trình Bố là tất cả luôn. Và ngày hôm nay không biết là cặp bố con đáng yêu nào sẽ cùng đến với chương trình đây. Đầu tiên xin được mời bố Xuân Định và bé Yến Trang. Xin mời. Trời ơi, hai dạ. Bố con cưng quá. Xin chào hai bố con ạ. Chào bố Định, chào bé Trang. Và đầu tiên thì bố Định hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả đi ạ. Lời đầu tiên xin gửi lời đến tất cả quý vị khán giả. Dạ. Tên là Nguyễn Xuân Định. Hôm nay mình 43 tuổi, tại mình làm kinh doanh. À, mình kinh doanh. Dạ, rồi bây giờ Trang ơi, mời Trang con. Trang ơi, con giới thiệu đi nè. Con xin chào các cô, các chú. Con tên là Nguyễn Yến Trang, năm nay con 9 tuổi. 9 tuổi là mình học lớp mấy ta? Dạ lớp 3. Thi cái chương trình này là con là người đề xuất đi chơi chương trình này hay là bố? Dạ bố. À bố. Bố đề xuất để tham gia chương trình mà bố rung quá. Và hy vọng là đó là những kỷ niệm thật là đáng yêu khi mà đến với Bố là tất cả. Và tiếp theo em xin được mời cặp bố con thứ hai. Đó là bố Đức Vinh và bé Thiên An. Xin mời. Xin chào hai bố con. Bây giờ mời bố Vinh hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả ạ. Xin chào mọi người, tôi tên là Đức Vinh. Dạ. Tôi 41 tuổi. Dạ. Xin chào hai MC. Dạ, hiện tại thì mình đang làm công việc gì ạ bố? Hiện tại mình kinh doanh mua bán. Dạ. Bây giờ bố là thấy bố con giới thiệu rất là tự tin rồi. Bây giờ con gái hãy giới thiệu đến quý vị khán giả đi nè. Mời Thiên An. Con xin chào tất cả cô chú. Con tên là Bùi Hoàng Thiên An. Năm nay con 7 tuổi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng đầu tiên của bố là tất cả được mang tên Tình yêu của bố. Quý vị, lúc này đây thì bố Định, bố Vinh, bé Yến Trang và bé Thiên An đã sẵn sàng cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Và ở vòng này thì chúng ta sẽ hỏi thăm một tí xíu về cuộc sống của hai gia đình. Đầu tiên em xin được hỏi bố Vinh và bé An ạ. Ở nhà thì bố và mẹ ai sẽ là người dành nhiều thời gian cho bé An hơn? Ai vậy con? Ai mẹ? Ba con. À, ba con. Rồi ban ngày ví dụ như con đi học thì bố hay là mẹ đưa con đi học? Dạ ba. Rồi ai đón con về? Dạ ba luôn. Lại là ba luôn. Ai chỉ con học bài? Ba. Là ba. Ai nấu ăn cho con? Cho mẹ. Là mẹ. Ba với mẹ ai là người nghiêm khắc với con hơn? ai nè? Để thật đi. Ba. Ba nghiêm khắc hơn. Tại sao ba nghiêm khắc mà con lại thích gần ba hơn? Tại vì ba chơi với con. À, ba chơi với con nhiều. Dạ bây giờ em sẽ hỏi bố một tí ạ. Thường là công việc của mình là có nghĩa là mình sẽ linh động được thời gian hay sao mình lại dành được nhiều cho bé? Đúng rồi, mình linh động được thời gian. Dạ, linh động thời gian. Vậy là chị nhà bận nhiều hơn á? Vì vợ là hành chính á. Dạ. Nó bị hơi cứng nhắc hơn. Dạ. Còn mình là kinh doanh thì mình linh động hơn. À dạ. Vậy thì thường là bố đưa đi học là bố đón về luôn. À đúng rồi. À chỉ có cái khâu nấu ăn, cái đó không phải thế mạnh của bố. Đúng rồi. Cho nên là mẹ lo hết. Đúng rồi. Dạ. Vậy thì hồi nãy như là bé nói là giữa bố và mẹ thì bố nghiêm khắc hơn. Vậy thì thường những lúc mà bố la bé như vậy đó thì chị nhà như thế nào? Ngày xưa họ nói là cha nghiêm mẹ từ á, nhưng mà mình không có điểm đó. Dạ. Hai vợ chồng mình là có điểm là thống nhất cách dạy con. Có nghĩa là do đó là cái gì mình dạy con thì cũng là mẹ dạy, mà mẹ cũng vậy. Mà nếu có gì đó hơi quá chẳng hạn, như vợ mình nhiều khi nóng quá hoặc mình nóng quá đó, cái gì làm hơi nghiêm khắc quá thì mình nói chuyện riêng với nhau. Chứ mình không có nói trước mặt con. Dạ em hiểu. Có bao giờ mà bé khóc không ạ? Có bao giờ la mà bé khóc không? Được, có chứ. Dạ. Thường sau khi mà khóc như vậy rồi thì bố hay là mẹ sẽ thường làm gì ạ? Thường mình thấy mẹ thì hay tỉ tê. Mẹ thì là người phụ nữ mà rất là nhạy cảm, thì họ sẽ có cái cách để mà hai mẹ con tỉ tê với nhau á. Mình hiểu chuyện đó. Cái đó thì nam giới mình sẽ không bằng phụ nữ đâu. Dạ em hiểu. Nhưng mà thực ra là thương thì bố mới la thôi. Thực ra là đôi khi là con sẽ có những cái việc đó sai, ví dụ bố sẽ chỉnh sửa lại cho con và con sẽ làm tốt hơn, đúng không nè? Nhưng mà thường những lúc như vậy á là con có nhận ra được cái điểm sai của mình và mình sửa đổi không? Dạ có. Con thích nhất là bố làm gì cho con?
Dạ chơi với con. À chơi với con, vậy thì con thích nhất là chơi trò chơi gì với bố nè? Dạ chơi chành chành. Chi chành chành. À để gì thường thường cuối tuần bố hay chở con đi chơi không? Dạ có lúc có, có lúc không. Ừ, thường bố sẽ chở con đi đâu nè? Dạ đi xuống ngoại chơi. À xuống ngoại chơi rồi còn đi đâu nữa? Đi chơi công viên. Em thấy là bố mặc dù công việc của mình có sẽ là hơi tất bật nhưng mà quan trọng là mình vẫn luôn luôn dành thời gian để mà quan tâm và lo cho bé nhiều, đúng không ạ? Chị em á là 1/3 của nhân loại, nhưng dạ. Mà là tất cả tương lai của chúng ta đó, cho đó mình dành cho con cái là chuyện đương nhiên rồi. Dạ. Dạ, vậy thì trong cái việc học tập á thì bố với mẹ ai sẽ là người kèm bé nhiều hơn? Thật ra thì mình thấy là mẹ kèm nhiều hơn. Mẹ kèm nhiều hơn. Mẹ kèm nhiều hơn, tại vì mẹ tính điềm đạm hơn. À, thì dạ. Có lẽ là mẹ con nó dễ gần gũi hơn, dễ chiều bạn bé hơn. Dạ. À, mình có thể là hơi cứng hơn, dạ. Có lẽ nó không phù hợp hơn bằng mẹ. Em thấy là tính ra gia đình mình cũng rất là tinh tế đó. Có nghĩa là mình sẽ phân chia rất là rõ ràng khoảng thời gian nào anh sẽ dành cho bé, khoảng thời gian nào mà dành cho mẹ. Đúng không? Em thấy là cũng khá là hợp lý. Bây giờ xin được hỏi bố Định nè. Ở nhà thì bố Định và mẹ thì ai sẽ là người dành nhiều thời gian cho bé Trang hơn? Ở nhà thì chắc là mẹ dành nhiều thời gian hơn. Công việc của bố bận lắm à? Đúng rồi, bố bận lắm. Anh sẽ chơi với bé vào thời gian nào trong ngày ạ? Nếu mà đấy thì chỉ có buổi tối thôi, tối có thời gian. Buổi tối thì lúc đó bé học và bé đi ngủ rồi thì anh chơi được bao nhiêu phút với bé? Thì học xong rồi hai bố con chơi chút xíu rồi bé lại mới đi, hai bố con lại đi ngủ rồi mà. Không có thời gian. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi. Cho nên vô tình là hai bố con xem được cái chương trình Bố Là Tất Cả nên muốn dành toàn bộ cái thời gian của mình cho các bé để mà trải nghiệm cái chương trình này. Dạ. Bây giờ Trang ơi, cô Lan hỏi con tí xíu. Cái điều nào mà con mong muốn là sắp tới là bố sẽ thực hiện cho con không? Dạ thì bố ở nhà chơi với con. Bố chơi với con. Bố dẫn con đi bơi. Còn gì nữa không nè? Dạ đi chơi. Ngon quá, cô Lan có chút xíu buổi tối rồi làm sao vừa đi bơi vừa đi thì chơi. Thì đó, cho nên là em mới muốn biết là cái mong ước của bé. Bởi vì ngày hôm nay khi mà bố tham gia, mặc dù cái thời lượng chương trình mình nó không nhiều nhưng ít nhiều, mình cũng sẽ biết được những cái tâm sự của bé, những cái điều mong ước của bé. Có bao giờ bố nấu ăn cho con chưa? Dạ rồi. Con thích nhất là món nào bố nấu? Dạ gà luộc. Gà luộc. Còn món nào nữa không hả? Ốc xả. Ốc ngắp xả. Còn món nào nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi. Trời ơi, từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ tới lớn anh bố nấu đúng hai món đó thôi à bố. Nhanh đó cô Lan, cái món nó nhanh lắm. Nhanh lắm. Nấu rất nhanh, hấp một cái rồi. Chỉ hấp với luộc thôi. Đúng rồi. Dạ, thời gian ngắn mà. Nãy giờ mình nghe bé nói như vậy thì bố thấy như thế nào? Bố nghĩ là sắp tới là bố có thêm món nào nữa không ạ? Chắc là sắp tới cũng phải thêm một món nào nữa con ạ. Trứng không? Trứng rán hả? Trứng rán. Trời đất ơi, khó quá trời khó. Thêm món mì gói. Mì gói. Dạ. Thế thường ghê. Dạ bên đây hỏi bố Vinh, thì đã bao giờ nấu món nào chưa? Thật ra thì mình hay chiên cái món trứng á. Mình khác cái món đi anh, cái món khác tí xíu đi anh. Nó có cái sự phát triển tí xíu đi bố. Cái đó là sự thật. Nó dễ làm. Dạ. Luộc xong rồi ba trứng luộc luôn. Vậy thì hôm nay em thấy là các bố đến với chương trình rất là đúng. Tại vì chương trình có cái phần cuối cùng là phần nấu ăn. Đó, hôm nay các bố tới đây là các bố sẽ trải nghiệm cái thử thách là mình. Kỹ năng dành cho các bố. Kỹ năng. Các bố sẽ được nấu những món mới và ngày hôm nay hai cô cùng chú sẽ được thưởng thức món đó. Hấp dẫn không nè? Dạ. Lần đầu khi mà bố đưa bé đi học như thế nào? Cảm xúc lần đầu tiên. Mình có kinh nghiệm là đứa nào cũng vậy, là lúc đầu nó sẽ khóc. Dạ. Khóc thì mình người lớn mà mình sẽ rất là xót. Dạ. Nhưng mà mình cứ cố gắng mình cứ đi về. Đi xa biết khóc kệ nó, cứ để nó ở trường. Xưa đến như họ nó dạy dặn mình á. Dạ. Mình thấy đừng phải đến chiều đến trưa thôi. Đến trưa là mình đi đón về. Dạ. Ít bữa là nó quen thôi. Dạ. Có nghĩa là anh tập cho bé cái tính là mình tự lập, mình chuẩn bị sẵn sàng trước làm cái gì là môi trường mới là mình sẽ tự lập và mình sẽ tự trải nghiệm với nó, đúng không ạ? Không biết gia đình của mình như thế nào. Bố Định thì sao ạ? Cái ngày đầu tiên bố đưa bé đi học thì như thế nào? Ngày đầu tiên đưa bé Trang đi học là bé khóc. Rồi bố núp ở ngoài cổng hay là bố... Núp ở ngoài cổng rồi, chút xíu rồi xong rồi về. Rồi ngày mai cũng khóc nữa, rồi ngày thứ ba là từ từ quen rồi, không có... Dạ. Thật ra thì em cũng được nghe chia sẻ rất là nhiều. Ở các gia đình thì có các bố thì mình núp ở ngay cổng, có bố lạng tới lạng lui. Mình lạng tới lạng lui coi con mình như thế nào. Cái bắt đầu thấy bé bắt đầu đi vô mà không có khóc rồi là mới thở phào yên tâm là đi về. Vậy thì bây giờ nè, khi mà tới trường là các con có thích không?
Dạ thích. Nếu như các con có cái chuyện gì đó buồn thì người đầu tiên mà các con tâm sự sẽ là ai? Cô xin được hỏi bé An. Có lúc thì con nói với mẹ trước. Lúc mà ăn cơm thì con nói sẵn với hai người luôn. Con có thể kể cho cô Lan nghe một kỷ niệm được không? Dạ, ví dụ như là ba mẹ cho con tiền đi học á, mà con lỡ làm mất hay là rách hay là mất gì á, thì ba mẹ cũng khuyên con là lần sau con nhớ cẩn thận hơn. Cẩn thận hơn. Thì những lúc mà con lỡ mà điểm nó chưa được tốt lắm á, thì con về khi mà con nói với bố mẹ thì bố mẹ nói như thế nào? Thì cũng không có là con, mà để con cố gắng hơn lần sau. Điểm bé nó bị thấp và thường những lúc đó là bố sẽ là người nói với bé hay là mẹ nhớ nhiều hơn? Thật ra thì đối với mình điểm thấp là không thành vấn đề. Cao thấp là bình thường thôi. Dạ, có nghĩa là cả theo năng lực của bé. Mình nghĩ cái đường dài đó. Dạ. Một vài điểm thấp thì gì đó là nó sơ sẩy gì đó thôi, chứ nó bình thường không sao hết. Mình chỉ cười thôi, không quan trọng đấy mình. Mình luôn nghĩ cái chiều dài đó, mình nghĩ để với chuyện đó. Dạ, nhưng mà đó là bố cũng ở bên cạnh động viên bé đúng không ạ? Cho bé có cái động lực nhiều hơn. Vậy thì bây giờ tới bé Trang. Khi mà mình có những cái tâm sự gì đó này, mình đi học đúng không, có trường, có cái chuyện này chuyện kia, thì con về thì con sẽ chia sẻ với bố hay mẹ? Dạ là mẹ trước. Mẹ trước. Không phải mới tới bố. Vậy em cũng xin hỏi tí xíu là không biết cảm xúc của các bố lần đầu tiên khi mà đưa mẹ đi sanh như thế nào? Dạ. Bồi hồi anh ha. Dạ. Tới câu hỏi này là các bố nào là bắt đầu cũng hồi tưởng lại. Sao bố cười cho em hỏi là có kỷ niệm nào mà vui lắm hả bố? Cái cảm giác nó rất là lạ, mình không diễn tả được. Nhớ là khi mà bà xã mà có bé sinh bé lần đầu tiên á, cái cảm giác lâng lâng khó tả đến cả một tháng trời luôn đó. Cái khoảnh khắc anh đưa vợ đi sinh như thế nào, nghĩa là nó có suôn sẻ không? Suôn sẻ. Mình có sự chuẩn bị gì không anh? Thì vì trong nhà mình chuẩn bị sẵn hết rồi, mọi cái sẵn hết rồi, thì vợ mình sinh mổ chứ sinh mổ. Thì cái cảm giác nó khó tả lắm. Thì tự nhiên cái rồi bục phát ra, mình lấy giấy bút viết ghi lại cái lá thư vậy đó, mình là viết cho con, mình viết lá thư là mình viết gì mình cảm xúc mình nhận ra lắm, tức là mình không sửa nha, mình viết hồi khi nào cảm thấy hết dừng là dừng. Rất đặc biệt luôn. Lần đầu tiên em biết là bố và viết một cái bức thư cho bé. Viết lá thư vậy đó. Cho và phong bì để đó. Nếu như sau này lớn để cho con làm kỷ niệm. Đó, cái anh tính là bao nhiêu lâu thì bé sẽ đọc được lá thư đó? Bé đã được đọc lá thư đó chưa anh? Thì mình nghĩ là mình sẽ đưa cho bé thôi. Mình vẫn còn giấu bức thư đó không, luôn. Không, bé cũng biết rồi, nhưng mà có vẻ như là cái bé nó chưa có cảm nhận được là tại sao ba là như vậy hay gì đó. Thì mình nghĩ là sau này sẽ lớn lên nó ý thức hơn, nó sẽ biết chuyện đó là bình thường. Vậy thì tới đây là bé nhỏ phải không? Bé nhỏ. Mà lúc bé nhỏ này anh có viết thư nữa không ạ? Có cả hai, nhưng mà cảm giác nó sẽ khác. Cả hai, cảm giác nó sẽ khác. Anh Vinh có rất là nhiều cái điều hay. Thứ nhất là không cãi nhau trước mặt con. Cái thứ hai là viết lá thư cho con. Và cái điều nữa là con điểm thấp điểm cao không quan trọng. Quan trọng là cái đường dài, cái cuộc đời tương lai của con. Không có áp lực cho con. Em xin được hỏi bố Định ạ. Lần đầu khi mà đưa vợ đi sanh, không biết bố Định như thế nào? Lần đầu đưa vợ đi sanh thực sự là rất hồi hộp. Có nghĩa là tới đó thì bác sĩ đâu có cho vào đâu, đứng ở ngoài thì đúng rồi, đứng ở ngoài chờ những cái bạn đúng không ạ? Chờ rồi cứ đi tới đi lui á, đâu chờ cứ đi tới đi lui á, rất là hồi hộp. Và cũng chuẩn bị là hai bé là cũng là rất là ngoan, cũng nghe lời bố và rất là xinh gái. Và ngày hôm nay cũng đã đến với chương trình Bố Là Tất Cả. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 để xem là hai gia đình mình có thật sự hiểu nhau hay không. Đó, thấy bên đây là có vẻ là quá tâm lý, chắc là hiểu dữ và đây bố mặc dù bận thì đây coi như là một cái thử thách đó, để xem là bố sẽ hiểu được bao nhiêu về đứa con của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 được mang tên Tâm Ý Tương Thông. Nhưng trước tiên xin là ít giây giả lao quý vị nhé. Cùng đến với vòng 2 được mang tên Tâm Ý Tương Thông. Và ở vòng 2 này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi, bao gồm câu hỏi hình và câu hỏi chữ. Nếu như hai bố con trả lời trùng khớp ý với nhau, ở mỗi câu hỏi chúng ta sẽ được 1 điểm và 5 câu hỏi tương đương là 5 điểm. Và bây giờ xin mời anh Phúc sẽ về với bố, còn em về với bé ạ. Rồi. Bố Vinh, bố đoán là bố trong 5 câu bố sẽ trả lời đúng mấy câu ạ? Mình không phải thầy bói gì đâu, không đoán. Thôi anh khẳng định luôn đi, anh trả lời đúng mấy câu trong 5 câu nè.
Không đoán luôn. Sao biết được? Thôi giờ mình cứ chơi đi anh. Đúng sai không quan trọng, bố là bố rất thoải mái đúng không ạ? Quan trọng là vui là chính. Và bây giờ xin mời hai bố con sẽ cùng đến với vòng chơi của tâm ý tương thông. Câu hỏi đầu tiên thì con sẽ muốn hình hay chữ nè? Dạ, con muốn hình. Ở câu hỏi hình này thì bố sẽ vẽ hình, sau đó bé sẽ nhìn hình và đoán xem đó là gì. Dạ, xin mời anh Phúc ạ. Câu hỏi hình đầu tiên dành cho bố Vinh và bé Thiên An có nội dung như sau. Đây là con vật gì? Dạ, đây là con vật gì? Bố vẽ đi ạ, bố không nói bố vẽ thôi. Rất là hung dữ nha cô Lan. Rất là hung dữ luôn. Vậy thì con hãy liệt kê cho cô một số những con vật hung dữ nè. Dạ là con hổ. Con hổ nè. Con báo. Con báo. Nghe tới tên nó là ai cũng sợ hết. Con vật nào cũng sẽ sợ. Sư tử. Sư tử cũng dữ nè. Chúa Sơn Lâm mà đúng không? Ở nhà thì bố vẽ đẹp không? Con thấy bố vẽ bao giờ chưa? Dạ rồi. Bố vẽ đẹp không con? Không biết vẽ sao luôn á. Dạ đẹp. Bé nói bố vẽ đẹp lắm à. Dạ không mà đầu tiên bố vẽ một cái gương mặt một ai đó. Bố xá đi luôn. Bố nói con. Khó vẽ lắm nha. Khó vẽ nha cô Lan nha. Khó lắm nha. Không biết là bố vẽ như thế nào nhưng ở bên đây thì bé bảo là bố vẽ rất đẹp à. Bố làm sao thì làm đi ạ. Dạ. Bố đã từng học những cái trường lớp vẽ, những cái trường phái riêng của bố, có những cái trường phái riêng. 3, 2, 1, giơ bảng ạ. Đây là con gì? Đó, trường phái riêng của bố, đây là con gì? Con rất hung dữ. Con gì mà nó có hai chân mà cái lưỡi nó thè ra, nó có bốn cái răng. Đây là những nét vẽ mà đối với bé An, bố con vẽ rất đẹp. Một bây trường giờ phái bố vẽ chỉ có mình con hiểu thôi. Đúng rồi, bố vẽ chỉ có mình con hiểu. Bây giờ con mình ghi chữ đúng không? Không, con chỉ việc nói ra thôi. Đây là con gì con? Con sói hả con? Con sói. Đáp án cuối cùng của con là? Con sói hả? Con sói. Con sói có phải đáp án chính xác không? Xin được. Tiếc quá là con sư tử. Wow. Nè cô Lan nha, con sư tử nha. Bố cho em hỏi là hai cái chân còn lại ở đâu rồi ạ? Tại sao ví dụ như mình có thể mình vẽ cái hình ngang á, bố sao mình không vẽ à? Cho em hỏi là ở nhà bố thường vẽ hình gì mà tại sao bé lại bảo là bố vẽ rất đẹp? Chắc là ba con khích lệ ba thôi. Ở nhà thì ba thường tự nghĩ ra ba vẽ. Tự nghĩ ra vẽ. Ví dụ như vẽ chú thì có thể còn nói được là gương mặt của chú bố hung dữ. Nhưng mà vẽ con sư tử, tội nghiệp con sư tử quá con ơi. Không sao. Quá thương con sư tử ghê. Dạ, bố đã nói rồi, kết quả không quan trọng, vui là chính. Vui là chính. Ở câu này thì hai bố con đã không trùng khớp với nhau, không ghi được điểm nào hết. Câu hỏi thứ hai, con muốn hình hay chữ nè? Dạ, chắc chữ. Chữ. Thì chữ. Suy nghĩ thay đổi liền. Câu chữ. Mời hai bố con cùng nghe câu chữ ạ. Câu dễ dễ nha cô Lan ơi, chưa có điểm nữa cô Lan. Khi được bố mẹ dẫn đi khu vui chơi thì bé sẽ thích chơi trò nào nhất? Bố có hay dẫn con đi khu vui chơi không nè? Dạ có. Rồi thì ở trong khu vui chơi con thích trò chơi nào nhất? Con hãy viết ra đây, mình không được nói. Mình viết ra đây. Được hai trò không cô Lan hay một trò thôi? Bởi vì khu vui chơi khá rộng cho nên là sẽ du di cho bố được ba trò luôn. Được ba trò luôn. Ba trò. Bố ghi ba trò để chắc chắn. Nếu như mà có một trong ba trò mà đúng trùng khớp một với nhau thì mình sẽ ghi được điểm. Thường khu vui chơi thì con sẽ được bố cho chơi trò gì? Ngoài trò đó ra rồi còn gì nữa nè? Viết thêm đi. Biết đi anh. Biết đâu mình trùng khớp ý với nhau. Còn trò gì nữa, khu vui chơi nhiều lắm. Thường bố sẽ cho con chơi cái gì nè? Chơi cái này. Không nói ra mình biết ra. Biết đâu cái trò để bé thích chơi nhưng mà bé lại ít chơi nhất, ít được chơi. Dạ. Câu này rồi. Right. Xong rồi. 3 2 1 giơ bảng lên. Bên đây có cầu tuột, thú nhúng và ném bóng. Bên đây có bập bênh. Chơi cát. Đạp xe. Wow. Xấu rồi khớp à. Cho em hỏi bố giận bé nào chơi bập bênh, chơi cát và đạp xe vậy ạ? Thấy bé cũng thích chơi bập bênh lắm. Dạ. Nhưng mà ở đây thì bé chỉ nói những cái trò này thôi. Chơi cầu tuột hả? Cầu tuột, thú nhúng. Thú nhúng hoặc là ném bóng. Đúng rồi. Dạ, cũng có những trò đó. Nhưng mà lớn rồi, cái gì nó không chơi nữa. Bây giờ nó không chơi nhúng nữa. Không sao, kết quả không quan trọng. Quan trọng vui là chính. Dạ. Không sao hết con. Cô Lan thấy là mặc dù là được cái con với bố không có đúng nhưng mà cứ cười hoài thôi. Hiểu nhau hơn đúng không? Hiểu nhau hơn. Cái sở thích của con hơn. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Cho bố chọn hình hay chữ ạ? Chữ đi. Chữ. Xin mời cô Lan. Mời bố và bé cùng nghe câu hỏi. Câu hỏi tiếp theo. Bé sẽ thích mang giày có màu gì? Rồi con hãy cùng ghi ra.
bé thích mang giày có màu gì? Quá dễ cho bố. Quá dễ luôn. Ba, hai, một. Dơ bảng. Màu hồng, bên đây hồng. Quá chính xác luôn. Xuất sắc. Câu hỏi này là quá dễ, hầu như bé nào cũng thích màu hồng hết. Và xin chúc mừng hai bố con đã ghi được một điểm đầu tiên. Câu hỏi tiếp theo, bố chọn hình hay chữ ạ? Mình còn một câu hình và một câu chữ nữa. Chữ đi cho dễ. Chữ nữa cô Lan ơi. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chữ cuối cùng. Mỗi khi đạt điểm cao thì con sẽ thích bố mẹ thưởng cho cái gì? Thường con đạt điểm cao bố có hay thưởng cho con không? Dạ không, nhưng mà con... Được ghi mấy món cô Lan? Bố chưa thưởng. Nhưng mà con mong muốn đúng không? Con mong muốn cái gì con viết ra hết cho cô Lan. Cô Lan được ghi mấy món? Thì tại là bé có nói là bố chưa thưởng bao giờ, nhưng mà bé đang mong muốn. Cho ba món nha. Ba món. Rồi ba cái điều ba mà món. Khi mà được sẽ thưởng cho bé. Nếu như mà bé đạt điểm cao thì bố nghĩ là bé sẽ mong muốn bố thưởng cho bé gì? Mời bố viết ra. Xong, bố đã có. Xong, bây giờ xong chưa nè? 3, 2, 1. Dơ bảng. Đi ăn, mua đi đồ ăn, chơi. Mua đồ chơi có. Nuôi thú cưng. Nuôi thú cưng có đồ bên chơi đây của rồi. Kem và đồ chơi. Hy vọng là sắp tới con sẽ đạt được một cái thành tích và bố sẽ mua đồ chơi cho con nha. Và ở câu hỏi này đúng hai rồi. Bố con đã trùng khớp ý với nhau, ghi được thêm một điểm nữa. Mình có 2 điểm. Dạ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi hình cuối cùng dành cho bố và bé. Bố ráng vẽ bố nha. Cố lên bố Vinh ơi. Câu hỏi dành cho bố Vinh và bé Thiên An. Câu hỏi hình có nội dung như sau. Đây lại là con gì? Con gì? To. Sống trong rừng luôn nha cô Lan, sống trong rừng luôn. Sống trong rừng. Con gấu à con? Con gấu. Con gì nữa nè? Con gì mà to? Con gì mà bự là bự ở trong rừng nè? To thì con không nghĩ được. Con đã thấy con voi chưa? Dạ. Con thấy con voi bao giờ chưa? Dạ chưa, con thấy trong phim. À con thấy trong phim, nhưng mà con voi to không? Dạ to. Nó sống trong rừng luôn. Dạ. Đúng rồi, có một cái con mà cái cổ nó cao ơi là cao. Con hươu cao cổ. Đúng rồi, con hươu cao cổ. Không biết là cái con nãy giờ bé liệt kê có không ạ? À? Bây giờ mà bố vẽ ra một cái con khác rồi. Được hả? Được. 3, 2, 1, nhớ bảng. Con gáo. Con gì nè, con nhìn kỹ nha. Cái nhìn con kỹ. Này là nó hơi bị méo cái mặt con nha. Bố rút kinh nghiệm rồi đó. Bố vẽ chịu khó vẽ ngang rồi được 4 chân rồi đó. Không có vẽ chú Phúc nữa, mẹ gần giống chú Phúc rồi. Con gấu. Đáp án cuối cùng của con là con. Con gáo. Chính xác là con hay gấu. Quá. Hay quá cô Lan nè. Nè giống vậy dễ thương. Em thấy con gấu của bố vẽ dễ thương hơn con gấu. Và sau 5 câu hỏi thì hai bố con đã ghi cho mình được 3 điểm. Xin chúc mừng. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp bố con thứ hai, đó là bố Định và bé Trang. Xin mời. Xin mời. Thưa quý vị, lúc này thì bố Định và bé Yến Trang đã sẵn sàng để xem là họ có vượt qua được 3 điểm so với bố Vinh và bé Thiên An hay không. Dạ. Bố Định nghĩ là bố Định sẽ được bao nhiêu câu hỏi trong 5 câu nào? Trả lời được bao nhiêu câu? Chắc cũng được 3 điểm nữa. Chắc cũng được 3 điểm. Lại khiêm tốn. Rồi, con nghĩ là con sẽ được bao nhiêu câu nè? Dạ 5. 5 câu. Anh thấy con gái anh không? Quá tự tin. Quan trọng tới hành trình vui là chính. Và bây giờ câu đầu tiên con muốn hình hay chữ trước nè? Dạ hình. Hình, xin mời chú Phúc hãy đưa hình. Câu hỏi hình đầu tiên hơi dễ dễ dành cho bố Định và bé Yến Trang có nội dung như sau. Đây là con vật gì? Mình nuôi trong nhà và rất là dễ thương nha. Dạ, con nha. Và bố Định sẽ vẽ lại hình đó. Sau đó con sẽ là nhìn hình bố vẽ. Sau đó con sẽ đoán nha. Dạ. Vật một con vật nhà. Nuôi trong nhà dễ thương. Dễ thương. Thường những con vật nuôi trong nhà sẽ là con gì nè? Dạ con chuột hamster. Chuột hamster. Con gì nữa nè? Con mèo. Con mèo. Con chó. Con chó. Con chim. Con chim đúng rồi. Không biết là trong những con vật mà bé liệt kê thì có con nào mà bố đang vẽ hay không? Có con đó, nhưng mà bố đang vẽ ra một con khác cô Lan ơi, cho nên là bố vẽ đẹp không con? Dạ đẹp. Đẹp. Ở bên đây bé lại thêm một lần khẳng định. Dạ, bé nào cũng rất tự tin về tài nghệ vẽ của bố ạ. Áp lực cho các dạ, bố quá. Bố nhắm vẽ sao thì vẽ ạ. Chứ bé là bé khen đó. Mình rút kinh nghiệm dạ của bố Vinh. Nếu mà con vật thì mình có thể vẽ ngang. Dạ, nói chung mình vẽ như thế nào để cho bé có thể hình dung dễ nhất.
À bố lại bôi bôi xóa xóa. Đồ và sắc nét rồi nhiều lắm con Lan. Sắc nét, tô màu đồ. Nó like nha, con này nó like nha. Bố đang vẽ ra nó like đó. 3 2 1 xin mời bố. Xin mời bố giơ bảng ạ. Nhìn thấy nét không? Ủa? Nó like nha cô Lan nha, con nhìn kỹ nó like. Nó là con vật like đó. Trong khi cái con của chúng ta rất là rõ ràng. Em đang kiếm con mắt với cái miệng nó. Cái đầu đây nè cô Lan, cái đầu nè, cái mình nè, rồi cái đuôi nè đó. Cho em hỏi cái điểm tròn tròn rồi là cái gì ạ? Là bố thích thì bố vẽ thôi. Con nói là con gì hả? Con có nhìn ra không chứ cô Lan nhìn là cô Lan muốn méo mặt luôn á. Cô Lan muốn méo mặt tay con đó. Con thấy con này có hai cái mặt. Hai cái mặt. Con có hai mặt, hai cái lỗ tai, mấy chân nè. Ba chân. Ba chân. Con này có ba chân, một cái đuôi. Con vật nào ở trong nhà mà có tới hai mặt, ba chân? Con nào vậy thế? Dạ con nghĩ là con chó. Ờ, con chắc chưa? Ba chân. Dạ chưa. Ừ. Chốt luôn, đáp án cuối cùng của con đó là con. Con gì nè? Dạ con chó. Con chó ạ. À? Đó là một đáp án. Lan nhìn đi nha. Nó nè, cô Lan nhìn nha. Khó quá không cô Lan, thấy không? Bố cho em hỏi là cái đuôi con gà nè. Cái nét này là nét gì hả bố? Cái này cái mũi hả bố? Cái mặt rất là con khỉ nha. Cái kiểu rất phiên là bản khó của bố. Rất khó luôn. Là bố con vẽ đẹp tuyệt vời. Thật sự là qua các số không? Của chương trình, đây là một trong những số khiến cho MC bị sốc nhiều nhất. Bởi vì tài năng vẽ của các bố. Hồi nãy là bố làm em chấn động vì là vẽ sư tử. Bây giờ là bố vẽ con chó. Chó. Wow, chó dễ thương. Bố vẽ em thấy thành hai mặt luôn. Đó, cái đuôi con gà mà chỉ có ba chân thôi. Với sự thông minh của bé, chúc mừng hai bố con đã trùng khớp được cái hình và đáp án. Xin được một điểm. Chúc mừng. Yeah, 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 yeah. Yeah. Rồi câu hỏi thứ hai, bố sẽ muốn hình hay chữ à? Chữ ạ. Chữ, dạ. Em cũng nghĩ như vậy để mình xả stress tí xíu đúng không bố? Con thích tìm hiểu về thế giới động vật hay là vũ trụ hơn? Rồi, bố ghi ra đi ạ. À. Động vật hay là vũ trụ? Cái nào con thích ạ? À? Đối với vũ trụ và động vật thì thế giới động vật thì con sẽ thích tìm hiểu về cái nào nhiều hơn? Bố ghi rất nhanh. Bé ghi cũng rất nhanh. 3, 2, 1. Wow. Động vật quá chính xác, xuất quá nhanh nha, luôn. Xuất sắc nha. Dạ, cũng khá là gần gũi. Dạ, vũ trụ thì đôi khi nó sẽ hơi trừu tượng một tí xíu. Và em nghĩ là đôi khi bé sẽ, mình lớn hơn tí xíu thì mình sẽ khám phá nó nhiều hơn. Thực ra vũ trụ cũng có nhiều điều rất là hay đó. Nếu mà rảnh thời gian thì mình có thể tìm hiểu về nó con nha. Dạ. Con thích con gì nhất nè? Dạ con mèo. Đó, bé thích con mèo. Và ở đáp án này xin chúc mừng hai bố con đã giành được thêm một điểm nữa là 2 điểm. 2 điểm rồi. Câu hỏi tiếp theo, con muốn hình hay chữ nè? Dạ hình. 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 Vì bố mình vẽ đẹp mà cô Lan. Dạ xin mời bố thể hiện tài năng vẽ hình của mình tiếp ạ. Đây là con vật gì? À, lại là con vật nữa. Lại à? Là con vật. Và bố sẽ lại vẽ một con vật khác nha mà coi. Con này sống trong rừng nha cô Lan nha. Sống trong rừng. Vậy thì bây giờ con hãy liệt kê cho cô Lan nghe một số những con vật con biết mà ở trong rừng. Đức tính rất là gian xảo. Rất gian xảo luôn. Con này gian xảo sống trong rừng. Dạ sư tử và báo. Sư tử rồi báo. Hổ. Hổ. Rồi. Con gì mà gian xảo là thường người ta hay ví von, ví dụ như con đọc truyện tranh. Đó, đúng rồi, con cáo. Con cáo là có gian xảo nha. Mặc dù cái con này nó cũng có sống ở trên bờ nè, cũng ở dưới nước cũng có luôn, nhưng mà nó cũng rất là gian xảo. Người ta hay có cái câu là nước mắt gì đó. Nước mắt cá sấu. Đúng rồi, cũng gian xảo luôn. Em thấy là bé có liệt kê cũng khá nhiều. Còn con nào nữa ta, con nào mà nó gian xảo nữa ta? Con gấu. Con gấu. Cái con gì lừa cô bé hoàng khăn đỏ đó cũng gian xảo. Con sói. Con sói. Bố lại bôi bôi xóa xóa nữa. Lại một con khác nha cô Lan, một con lai, một con vật này lại lai. Bố thích tay lai giữa con này không và con sao. Kia lắm. Vẽ bố cứ thoải mái. Còn đoán yên tâm, bé rất là thông minh. Em nghĩ là bé sẽ có thể nhìn ra được. Bây giờ cô Lan hỏi con lại một lần nữa. Ở nhà bố vẽ đẹp không con? Dạ đẹp, vẫn rất đẹp ạ. 3, 2, 1, giơ bảng.
Con cáo. Đáp án cuối cùng của con là? Con cáo. Chúc mừng con. Hay quá. Hay quá cô Lan. Thật ra em thấy là hình như là hai cặp gia đình chúng ta rất giống nhau. Ở hình đầu vẽ không giống, ở hình hai có sự tiến triển hơn tí xíu. Vẽ em thấy là cũng hơi giống hơn rồi đó ạ. Dạ. Và với đáp án này xin chúc mừng hai bố con đã ghi thêm được một điểm nữa. Tổng số điểm là 3 điểm. Câu tiếp theo là chữ. Câu hỏi chữ, hai bố con nghe kỹ nha. Dạ. Bé sẽ thích chơi với những người bạn có tính cách như thế nào? Cái này em sẽ gia hạn cho bố và bé khoảng 3 đáp án đi ạ. Thường con sẽ thích chơi với những người bạn có tính cách như thế nào? 3 tính cách anh liệt kê ra. 3 tính cách. Con hiểu không? Con hiểu câu hỏi không? Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ viết ra nha. Năm. Bốn. Bốn. Ba. Ba. Hai. Hai. Một. Một. Xin mời hai bố con cùng giơ bảng ạ. Đáp án bên đây là vui vẻ, hiền lành và cho mượn đồ ạ. Có hiền lành cô Lan ơi. Và có hiền lành, có vui vẻ không ạ? Không có vui vẻ. À. Hiền lành, học giỏi và hiểu nhau. Dạ, còn bên đây vui vẻ, hiền lành và cho mượn đồ. À, có là con thích những bạn mình sẽ dễ tính chút xíu, mình dùng mình mượn đồ. Nhưng mà quan trọng là khi mà bạn cho con mượn đồ rồi con có trả lại cho bạn không? Dạ có. À, vậy thì khi mà bạn mượn đồ con có cho mượn không? Dạ có. Nếu như giả sử bạn có mượn đồ con mà ví dụ làm hư thì con sẽ như thế nào? Dạ kêu bạn đền. Kêu bạn đền. Rồi. Và với đáp án này hai bố con cũng đã trùng khớp được một ý với nhau. Xin chúc mừng hai bố con ghi được thêm một điểm nữa. Nâng tổng số điểm lên là 4 điểm. Và câu hỏi cuối cùng mời hai bố con cùng lắng nghe nha. Giỏi quá, hai bố con giỏi quá. Yeah cái nào này. 1, 2, 3. Yeah. Câu hỏi cuối cùng. Hành động thể hiện tình cảm nào mà con thường thể hiện với bố mẹ nhất? Khi mà con thể hiện tình cảm thì con sẽ thường thể hiện như thế nào với bố và mẹ? Được mấy cái cô Lan? Em nghĩ đây là một câu hỏi rộng đi, mình rồi hai cái thôi. Hai cái rồi. Hai cái thôi. Mời bố ghi ra. Hành động nè, hành động nha. Thể hiện tình cảm với bố mẹ. Khi mà con muốn thể hiện tình cảm với bố mẹ con sẽ thường làm gì? Con chỉ cần viết ra thôi, con chỉ cần viết ra thôi là con sẽ làm gì thôi, không cần là thể hiện. 3 2 1 giơ bảng. Wow, bố ghi là âu yếm và ôm. À, bên đây là con chơi và ôm. Đây là chơi cùng với bố mẹ và ôm. Trời ơi, có ôm. Có ôm, có được đáp án chính xác. Wow, xin chúc mừng hai bố con. Thường thì ở nhà thì con ôm bố mẹ nhiều không? Dạ nhiều. Thường những lúc như vậy là con thể hiện với bố mẹ khi nào? Trước lúc đi ngủ hay là như thế nào? Dạ. Trước lúc đi ngủ. Để ôm bố mẹ một cái xong rồi mình mới ngủ đúng không? Dạ. Thì với đáp án này hai bố con đã chính xác, là ghi thêm được một điểm nữa. Tổng số điểm là 5 điểm. Vậy là hôm nay là hai bố con khá là trùng khớp với nhau. Dạ, xin chúc mừng bố Định và bé Trang đã ghi về cho mình được 5 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3 được mang tên Bữa ăn yêu thương. Lúc về đây thì bố Định, bố Vinh, bé Thiên An và bé Yến Trang đã sẵn sàng cùng đến với vòng 3 được mang tên Bữa ăn yêu thương. Và vòng 3 này ở đây sẽ luôn luôn có một chiếc hộp, trong đây có rất là nhiều lá thăm, có rất là nhiều món ăn. Tụi con sẽ quánh tù xì, bạn nào thắng thì mình bóc cái lá thăm trong đây. Bóc món nào thì các bố con sẽ phải nấu món đó. Bây giờ mời hai cô công chúa chúng ta cùng quánh tù xì nào. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Rồi. Mời con. Thì ngang thắng rồi, ngang lựa. Bánh xèo đi nha, Thiên Ngang nha, bánh xèo trời nha. Trời, nhắm mắt nữa chứ. Ồ, nhắm mắt nữa.
chú Phúc thích ăn bánh xèo quá. Một tô thôi rồi, đúng rồi. Đó, đó, cái gì xèo? Đọc lớn lên nè. Bò xào rau củ. Bò xào rau củ là món ngày hôm nay hai bố sẽ phải nấu cho các bé ăn. Và như lời gợi ý lần đầu tiên, ở nhà ngoài việc chiên trứng, mì, luộc gà, hấp ốc, đó, ốc xả gì đó. Nghêu hấp xả. Ngoài ra hai bố chưa từng nấu món nào khác. Và ngày hôm nay hai bố sẽ phải nấu món bò xào rau củ cho hai đứa con của mình thưởng thức. Dạ, các bố phải ráng nấu ngon nha. Hôm nay là các bé ăn đó à. Bây giờ mình hãy ngưng cười và trở về trang bếp của mình đi ạ. À. Dạ. Biết bố nấu ngon mà bố cười quá trời cười ạ. Cười thấy nụ cười sượng sượng một chút xíu. Sợ sợ. Hai bố sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng dạ chưa? Rồi, dạ, mình bố mình sẵn sàng chưa ạ? Dạ, sẵn sàng. Chúng ta sẽ có 30 phút để có thể hoàn thành món bò xào rau củ. Tụi con, chúng ta sẽ chờ 30 phút, sau đó chúng ta sẽ được thưởng thức món bò xào rau củ. 30 phút bắt đầu. Vậy hai bố, bố Định và bố Vinh đã nấu xong món bò xào rau củ rất là thơm ngon luôn. Bây giờ xin mời hai công chúa sẽ chấm điểm thế nào. Bây giờ hai bé sẽ lần lượt thưởng thức từng dĩa một. Các con ăn xong, các con cảm thấy là bên nào hợp khẩu vị của tụi con hơn, tụi con chấm 2 điểm. Bên nào không hợp khẩu vị bằng thì chúng ta chấm 1 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt thử nha. Tụi con muốn thử bên nào trước nè? Dạ, muốn thử bên này. Rồi, bên này trước ha. Chú giúp con nha. Rồi con chỉ việc ngồi thôi, để cô Lan với lại chú Phúc sẽ phục vụ tụi con. Ăn rau được không? Dạ không. Rồi chị ăn thịt bò thôi ha. Dạ. Đây cô Lan mời con nha. Được không nè? Được. Mình cảm nhận từ từ. Đây là ít nhiều cũng sẽ là lần đầu tiên mà hai bố nấu cho tụi con đó. Rất là ngon luôn ha. Mình cứ ăn rồi một hồi nữa mình cảm nhận. Cứ nhớ cái vị, nó mềm hay nó dai hay nó mặn, ngọt, chua, cay thế nào để nhớ đó không mình chấm điểm. Không sao, quá con cứ nhai từ từ đi. Cô Lan cũng hiểu được mà, đây là lần đầu các bố nấu. Tráng miệng đi, mình thử qua bên đĩa bên đây của bố. Bên đây bé lại. Chưa nhai xong. Chưa đợi nhai bé xong. Nhai xong. Được không con, có bị dai quá không? Để cho Phúc lau, lau miệng cho xíu nha. Chút thôi, cho nó đẹp. Rồi. Cứ quá. Cảm nhận từ từ, không sao hết. Có bị dai quá không con? Không. Không sao nha, nếu mà dai quá con nói với cô Lan nha. Bố nấu mà cô Lan phải bố ăn nấu, hết. Phải ăn hết. Tiếp tục đĩa bên này nha. Dạ. Bên này của bên này em thì thấy nha. Bố cắt nhỏ thôi, nhỏ thôi mình hơn. Ăn đi, mình đừng có quan trọng hiểu không? Bố nè, nào cũng vậy Lan. Thôi, mình cứ thưởng thức nè. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi, bên này với con. Rồi, cô dạ, Lan cho mời con miếng nước. Miếng nước luôn nha. Dạ. Miếng nước ở đây hả? Dạ. Rồi. Chấm chấm miếng nước là con thử luôn. Thôi có vừa không? Cảm giác có vẻ mềm hơn bên kia nha. Dạ. Đó, thấy không? Ông biết mềm không mà bé cắn quá trời cắn những chưa đứt ạ. À. Gần đứt. Mềm đó con Lan, đúng không con? Mềm hơn bên kia đó. Bí quyết nha, tại vì nếu mà con mà thịt bò mà con mà xào quá lửa là nó sẽ bị dai. Có bị ngọt quá hay bị mặn quá không tụi con? Dạ không, vừa. Các bé thích nhất là cái phần ăn này nè, cái phần mà bữa ăn yêu thương á, ăn thật ngon ra là lắm. Các bố và các mẹ chỉ cần nhìn các con ăn ngon là có một cái điều phải nói là rất là hạnh phúc rồi, sẽ là động lực cho các bố và các mẹ sẽ nấu thật là nhiều món ăn hơn nữa. Và sau khi chúng ta đã thưởng thức xong rồi, bây giờ các con hãy chấm điểm nha. Đầu tiên cô Lan mời con thấy bên nào ngon hơn thì 2 điểm, bên nào không ngon bằng thì là 1 điểm. Con cho bên nào 2 điểm nè. Dạ bên này 2 điểm. Bên này 2 điểm, bên kia 1 điểm, đúng không? Dạ. Rồi tới rồi, con. Thiên An.
Bên này 2 điểm. À bên đây 2 điểm, bên đây 1 điểm. Hai bên đang có số điểm bằng nhau là 3 điểm. Hai bên số điểm đang bằng nhau. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lật bảng xem là bên nào sẽ là bố của các con nóng nha. Cùng cô Lan lật nè. Bên nào 3 2 1. Lật lên. À bên đây là bố Định và bên đây là bố Vinh. Con đang chấm điểm cho bố của Thiên An, con Thiên An chấm điểm ngược lại cho bố của Yến Trang. Tuyệt vời. Đây là của bố Vinh nói cho con và đây là bố Định và hai bé đã vô tình chấm chéo cho nhau đó. Số điểm và ở vòng này thì hai bố cũng đã giành được 3 điểm và sau khi tổng kết vòng 2 và vòng 3 thì ở gia đình của bố Định và bé Yến Trang đã ghi được 8 điểm, xin được chúc mừng. Còn gia đình của bố Vinh và bé An đúng không ạ? Đã ghi được 3 điểm cộng với 3 điểm là 6 điểm. Và xin chúc mừng cho gia đình của bố Định và bé Trang ạ. Xin chúc mừng và xin mời các bố trở lại sân khấu đi ạ. Xin mời. Trải qua 3 vòng thì cuối cùng bố Định, bố Vinh, bé Thiên An và bé Yến Trang đã vượt qua rất nhiều thử thách và đã hoàn thành phần thi của mình. Chúc mừng các bé và chúc mừng các bố nha. Dạ, và phần chiến thắng đã dành cho gia đình của bố Định với lại là bé Yến Trang. Xin chúc mừng gia đình mình đã giành được giải thưởng 5 triệu đồng của chương trình ạ. Và ngày hôm nay khi mà đến với chương trình thì hai chú khủng long rất là đáng yêu, tụi con sẽ được ôm về nhà luôn nha. Dạ. Chưa hết đâu, các bố và các bé còn đem về cho mẹ của mình một bộ mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc NOL 95% từ thiên nhiên, là gửi cho bố Vinh ạ. Và gửi cho bố Định. Vẫn còn nữa, mọi người ơi, sẽ là một cái voucher trị giá 1 triệu đồng từ nhãn hàng ba lô vali túi sách cao cấp Sacos dành cho các bé và các bố muốn mua sắm thoải mái nha. Cho con nè. Không biết cảm xúc ngày hôm nay của các bố và các bé như thế nào, em xin mời bố Định ạ. Cảm xúc hôm nay thực sự rất là vui. Qua cái chương trình này là sẽ bố con sẽ hiểu nhau nhiều hơn nữa. Và em hy vọng là những cái ước muốn nhỏ bé của bé, giống như là được bố đưa đi đi bơi nè, đúng không ạ? Được bố đưa đi chơi và bố sẽ dành thời gian cho bé thêm nhiều chút nữa nhé. Không biết cảm xúc của bé Trang con thấy như thế nào? Con rất vui khi được nhận phần quà của các cô chú. Và ngày hôm nay khi mà con được thưởng thức cái món ăn của bố thì con thấy như thế nào? Nhẹ nhàng. Để bố rút kinh nghiệm thì lần sau bố sẽ nấu mặn mà hơn nè, đúng không? Rồi, bé An, con cảm thấy như thế nào? Con cảm thấy ngon. Con cảm thấy ngon. Vừa miệng của con. Hôm nay trải qua nhiều vòng chơi, cũng giống như là những cái trò chơi của chương trình và những kỷ niệm cùng với bố, con cảm thấy như thế nào? Con cảm thấy rất vui. Con có lời gì muốn nói với bố không nè? Quay qua nói với bố nè. Con yêu bố. Đi bố cái nào. Quá cưng luôn. Em không biết cảm xúc của bố Vinh như thế nào. Rất là vui. Ngày hôm nay là mình cũng đã có rất là nhiều kỷ niệm. Và em cũng thay mặt cho chương trình cũng xin chúc cho gia đình của mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Các bé sẽ mau ăn chóng lớn và sẽ luôn là những đứa con ngoan của gia đình mình nha. Thưa quý vị, không biết có phải là nhân duyên hay không mà hôm nay cũng là tập khép lại mùa đầu tiên của bố là tất cả. Bố Định sau một thời gian vắng bóng xa cách con thì cũng muốn là có nhiều thời gian với con nhiều hơn. Và hy vọng là ngày hôm nay sẽ mở ra một chặng đường mới, chặng đường cho các bố sẽ gần với các bé nhiều hơn. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với bố là tất cả, luôn luôn ủng hộ cho chương trình. Và mùa 1 cũng đã khép lại rồi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô vali túi sách cao cấp Saco sẽ cùng đồng hành với bố là tất cả mùa đầu tiên. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị vào mùa thứ hai trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.